Mới đây thì lại thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh. Bây giờ đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng phải toàn dân, tất cả các cấp cùng làm, chứ không phải ở dưới không làm thì chỉ ở trung ương làm thì trung ương xuống làm hộ. Nhưng trung ương không xuống làm hộ mà anh nào địa phương không làm được cứ xử lý cái anh ấy, thay anh đi đi, đã không xứng đáng thì thôi, nên từ chức sớm đi. Thế là nhân đạo, nhân ái, nhân tình gì nữa. Và thưa các bác, các đồng chí, là gần đây là rất nhiều cái trường hợp bây giờ mà đang còn nữa, các đồng chí cứ chờ xem, vừa nhẹ nhàng êm ái và tự giác thấy mà rút lui đi, tôi mới nói là rút lui trong danh dự, thế là tốt nhất.